các bạn đến với siêu thị điện máy AC Hải Dương. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối loa sau 3 với TV Panasonic mã 49FX650 dòng TV hỗ trợ hệ điều hành Android 8.0 mới qua Bluetooth. Thứ nhất, để kết nối TV loa với TV, các bạn bật nguồn loa lên cho mình nhé. Okay. Bạn bật Bluetooth pairing trên loa, các bạn ấn vào giữ. Khi nào biểu tượng Bluetooth ở trên loa nhấp nháy liên tục thì là Bluetooth đã được bật. Ok, mình sẽ kết nối với TV nhé. TV đang ở màn hình home, cho xem phần cài đặt. Các bạn kéo xuống mình thêm phụ kiện ạ. Chiếc loa này đang là loa mã HTB488. Bạn kéo xuống, ấn OK. Đấy, đang tình trạng là đang kết nối. Đây là chức năng rồi, đã kết nối. Bây giờ mình sẽ vào YouTube để mình thử loa các bạn luôn nhé. Âm lượng của TV giờ đã được chuyển ra loa sau 3 rồi nhé. Video mình hướng dẫn các bạn đến đây là hết. Rất vui lòng được phục vụ các bạn tại siêu thị máy AC Hải Dương số 354 đường Thanh Niên Kéo Dài. Cảm ơn các bạn.